cookie này cho chú chị. Chó cỏ mà, nhưng mà nó dễ thương. Nó khôn này, nó ra, nó không giờ nó ở ngoài, nó ra chạy khôn lắm chú. Cookie cả nhà, khôn lắm. Cookie 8 tuổi. 8 tuổi rồi. Có anh super đấy lấy hàng cả nhà. À, thấy chị Ngọc chị sắp hai cái bịch thì sao không đúng đơn, sao chị trở vô chị đổi lại chị vô chị đổi lại rồi cả nhà. Chị này thì cũng tới ủng hộ hai cái bịch rất là to cả nhà. À, một bịch màu vàng, một bịch màu hồng cả nhà. À, hai cô này mua mấy bịch hàng rồi của chúng chị. Cô ở gần 8 hôn dù chậu không cô? À, cô ở tại 8 hôn dù chậu luôn hả? Ồ. Em lấy một cơm cháy luôn à. Chúc chị ngon không chị? Không lâu. Dạ. Chị nhớ đăng ký cho kênh Bà Rất Mất Tiêu nha. Ủa ngon nha. Dạ. Béo nha mà thơm nữa. Dạ. Thôi chị Lan rất là vui trong sáng nay nha cả nhà. Sáng nay được 3 ly trà sữa. Trời ơi, uống quá trời luôn ha. Mọi người thấy chị Lan ốm quá, bồi dưỡng cho chị Lan cả nhà. Đó hình như mới được tặng quà đúng không anh? Đúng rồi, chị Lan sáng giờ là ở tặng 3 ly trà sữa rồi. À, chị Lan có kêu là ai tặng anh ta? Cô tặng nhau. Cô tặng rồi. Cô tặng cho chị Lan mấy ly trà sữa rồi. Chị tới chị thích là hai cái bịch nhiều rất là to đấy nha. Nó là dao dao hàng đấy nha. Em thấy như là rau củ hay sao đó. Sáng giờ thì rất là đông nè, khách hàng tới ủng hộ đoàn Phật luôn cả nhà ơi. Hôm nay là một buổi sáng vất vả ở shop Hồng Loan nha, nhân viên vất vả ha, quá nhiều đơn hàng luôn. Hiện tại thì shop là như vậy. À, chị Chánh thì đang xách mấy cái giỏ đồ vô trong. Chánh thì lâu lâu ra đi trước để thư giãn với mấy thuốc không quý chị. Trong thì có một cái chú mới vừa vào ủng hộ một bịch màu vàng rất là to luôn. Đây giờ hết nóng rồi. Lan kìa, Lan nói là hôm nay giống như củ cải mà chị Sơn.
tôi đã chứ bây giờ cũng xong bây giờ hết vô đó em chị đang nói ra cái mắt kia rồi đây rồi đây là mặt mặt nhiều khách có nghe tính tiền nữa chứ cũng đây có mấy chị khách mẹ tiên đó cả nhà chào hỏi chị Loan cả nhà cuối tuần thứ bảy thì rất là đông khách tới hộ hộ này cho em đây sáng cuối tuần là rất là nhiều các anh chị khán giả ghé đến một hàng của chị Lan như là tất nhiên cái phố của sự hồi cuối của mình là cả nhà rất là đông luôn từ sáng giờ là khách hàng cứ ra vô liên tục luôn chị Lan bán không nhấc tay phải là bị sự cố là cúp điện một xíu rồi sau đó nó cũng dừng khoảng 2 phút rồi là có điện thoại rồi là chị Lan tiếp tục chốt đơn để trả lời tất cả các anh chị là chị Lan cười rất là tươi cái chuyện này lúc đó trước khi đến thì chị cũng có gọi báo cho chị Lan biết trước là như thế nào chắc mấy chị này ở xa đó Thank you.
bé thì xấu lắm nè, còn lớn cái nam mà. Khi nào có chúng tối đi chúng ta. Chiều nay sẽ được chúng phút.